Mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị em đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ trên kênh BTV Epoch Times. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ ban biên tập xin gửi lời chúc tới quý khán thính giả thân thương, ngày mới tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin quý vị hãy bấm subscribe channel, đồng thời like và share video này để giúp kênh được tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Phó Tổng thống Kamala Harris có dấu hiệu của chứng rối loạn nhân cách kỳ lạ. Lindsey Graham, nhiệm vụ hạt nhân Iran được thúc đẩy bởi Biden-Harris. Cục diện khốc liệt tại bảy bang chiến trường trong cuộc bầu cử năm 2024. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, có điều gì đó khác thường về Phó Tổng thống Kamala Harris. Tôi không nói về niềm tin chính trị của bà ta với những gì mà phe Dân Chủ và đám truyền thông đang tân bốc. Suy cho cùng, thì bà ấy chỉ là một chính trị gia cánh tả hạng bét mà thôi. Điều kỳ lạ ở bà Kamala Harris là tiếng cười không thích hợp của bà ta trong trường hợp cần sự trang trọng. Điều gì làm cho tiếng cười không thích hợp? Đó là khi bạn đang nói trước một đám đông, một hội nghị quan trọng hoặc một cuộc họp báo cần sự trang nghiêm, trang trọng và bạn là người duy nhất cười to, cười lố lên. Cụ thể, trong cuộc vận động tranh cử của bà ta tại Pennsylvania vừa qua, khi bà ta đang nói về sự gián đoạn kinh tế lớn lạm phát và kinh tế khó khăn đang tấn công vào nước mỹ trong bối cảnh đó bà ấy muốn nói rằng hai triệu phụ nữ đã bị đuổi khỏi lực lượng lao động ban đầu bà kamala harris đã nói sai rằng tất cả mọi người nhưng sau đó bà ta trầm ngâm một chút rồi tự sửa lại bằng cách nói phụ nữ rồi cười khúc khích một cách vô duyên truyền thông cánh tả sau đó đã nói đỡ rằng kamala đang thể hiện sự hài hước của mình cho đỡ nhàm chán nhưng trên thực tế thì không có dấu hiệu nào cho thấy bà Kamala Harris đang cố kể một câu chuyện cười. Các chuyên gia sau đó nhận định rằng đó là phản ứng kỳ lạ đối với sự đau khổ của một người. Bà Kamala Harris đang mắc phải căn bệnh tồi tệ, đó là hiện tượng của một người rối loạn nhân cách. Bà ta đang cười khúc khích nhưng lại tỏ vẻ rất lo lắng đã mắc sai lầm. Tuy nhiên, việc bà ta cười vô duyên thiếu kiểm soát và cười bất cứ nơi nào, thậm chí trong lễ tưởng niệm ngày 11 tháng 9 vừa qua, đang trong giờ phút linh thiêng quan trọng, người ta cũng bắt gặp bà ta cười khúc khích một cách khó hiểu. Điều cười đó hoàn toàn không phù hợp. Rốt cuộc, thì đây là một người phụ nữ chỉ còn cách một nhịp nữa là trở thành người quyền lực nhất nước Mỹ. Thế mà với nhân cách như vậy, thì liệu người dân Mỹ có đủ can đảm để bỏ phiếu cho bà ta hay không? Trong khi phóng viên hỏi vì sao hơn 2 triệu người phụ nữ lại bỏ việc dưới thời chính quyền Biden, thì bà ta lại cười lên và nói năng lúng túng rằng hoàn toàn hiểu chính xác lý do tại sao phụ nữ lại bị ảnh hưởng nặng nề vì giáo viên trường công từ chối quay lại lớp học để dạy dỗ con họ các công đoàn giáo viên cực tả của mỹ những người tài trợ chính cho đảng dân chủ đang cảm thấy thoải mái tại nhà khác xa với cảnh bạo lực đang hoành hành trong trường học ở các cộng đồng do đảng dân chủ điều hành họ vẫn tiếp tục nhận đầy đủ lương và quyền lợi đó là một tình huống hoàn hảo và họ kiên quyết bỏ qua thực tế rằng có rất ít giáo viên chịu quay lại lớp học vì vậy có thể bà kamala harris đang cười khúc khích vì biết rằng đảng dân chủ và các chính sách cực tả của họ là lý do lớn nhất tại sao hai triệu phụ nữ rời khỏi lực lượng lao động bất kể như thế nào thì vẫn có điều gì đó khác biệt về tiếng cười khúc khích của bà harris có thể bà ta là một kẻ thiếu trách nhiệm xã hội có thể bà ta thiếu chín chắn một cách đáng xấu hổ hoặc có thể bà kamala harris đã nói về một vấn đề mà bà ấy biết rõ là lỗi của mình bất kể nguyên nhân là gì thì mọi người nên xem tiếng cười khúc khích đó của bà ta như một lời cảnh báo rằng bà Kamala Harris đang mắc bệnh rối loạn nhân cách và không xứng đáng nhận nhiệm vụ trọng trách điều hành một cường quốc Hoa Kỳ. Bởi bà ta sẽ làm xấu mặt người dân Mỹ hoặc đưa ra một quyết định ngớ ngẩn nào đó vì căn bệnh này sẽ khiến cho con người trở nên mất kiểm soát nhất thời. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Nam Carolina Lindsey Graham bày tỏ lo ngại lớn rằng Iran sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân và Hoa Kỳ có thể là nạn nhân của một cuộc tấn công kiểu ngày 11 tháng 9 dưới thời Tổng thống Joe Biden hoặc nếu bà thắng cử vào tháng 11, Phó Tổng thống Kamala Harris. Lindsey Graham, nhiệm vụ hạt nhân Iran được thúc đẩy bởi Biden-Harris. Kính thưa quý vị, Graham xuất hiện trên chương trình Fox News Sunday cho biết toàn bộ thế giới đang chìm trong biển lửa và dấu vân tay của Kamala Harris in khắp nơi. Khi nói đến chính quyền Biden-Harris, họ là một thảm họa hoàn toàn. Tôi chưa bao giờ lo lắng về một cuộc đột phá hạt nhân của Iran hơn lúc này, tôi chưa bao giờ lo lắng về vụ 11 tháng 9 khác chống lại nước Mỹ hơn lúc này. Việc rút quân khỏi Afghanistan đã khiến mọi chiến binh thánh chiến phải dùng steroid. Chúng ta đã có một đường biên giới bị phá vỡ. Có nhiều kẻ khủng bố ở đất nước chúng ta hơn bất kỳ thời điểm nào tôi có thể nhớ được liên quan đến chủ nghĩa khủng bố. Vì vậy, một vụ 11 tháng 9, chúng ta chỉ đang sống trong thời gian vay mượn ở đây tại quê nhà. Graham khuyến khích Israel làm những gì cần thiết để ngăn chặn Iran sử dụng vũ khí hạt nhân Chúng ta đã nhốt Iran vào một cái hộp, nhưng một trong những điều đầu tiên mà Biden làm là để họ quay lại ngành kinh doanh dầu mỏ. Graham nói, chúng ta đang ở mức 300.000 thùng một ngày khi Trump trời đi về mặt dầu mỏ của Iran, 1,3 triệu thùng hiện tại một ngày của người Iran. Họ lấy số tiền đó và đưa cho Hamas, Hezbollah và họ đang trên bờ vực sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổ chức bảo vệ dân chủ báo cáo rằng Iran có thể sở hữu bom hạt nhân trong vòng 4 tháng tới bên cạnh Trung Đông, Graham còn nói về thất bại của chính quyền trong việc tìm ra giải pháp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Biden không có kế hoạch nào để chấm dứt cuộc chiến này một cách hiệu quả. Tôi đang lắng nghe tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông ấy có một kế hoạch sẽ được công bố trong khoảng một tuần nữa. Điều chúng ta cần ở đây là một tổng thống Mỹ có thể đưa Putin và Zelensky vào phòng để chấm dứt cuộc chiến này để đảm bảo rằng chúng ta sẽ không xảy ra một cuộc chiến nào nữa. Thượng nghị sĩ chỉ trích cách chính quyền xử lý vấn đề Ukraine nói rằng Hoa Kỳ chậm chạp trong việc chuyển giao tên lửa và máy bay phản lực cho quốc gia bị Nga xâm lược mà không có lý do vào tháng 2 năm 2022. Chính quyền này là một thảm họa trên trường thế giới. Graham nói, họ chậm giao máy bay phản lực, họ chậm cho phép Zelensky gây áp lực lên Nga để đưa họ vào bàn đàm phán. Cục diện khốc liệt tại bảy bang chiến trường trong cuộc bầu cử năm 2024 Kính thưa quý vị thân mến, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống. Nhìn lại từ năm 2000 đến năm 2016, có thể thấy 38 trong số 50 bang của Mỹ đã bỏ phiếu cho cùng một đảng chính trị, nên người chiến thắng gần như luôn được xác định bởi một số ít bang chiến trường. Bảy bang chiến trường trong cuộc đua vào tòa bạch ốc năm nay, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin với tổng cộng 93 phiếu đại cử tri. Trong số các bang chiến trường, Pennsylvania nơi vừa diễn ra phiên tranh luận giữa ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Kamala Harris của đảng Dân Chủ là bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất với 19 phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng ở tiểu bang quan trọng này và đây cũng là quê hương của ông. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng cử tri Pennsylvania sẽ tiếp tục ủng hộ đảng Dân Chủ vì ông Biden khi đó chỉ giành chiến thắng trên lệch xích sau 1,2% so với ứng viên Cộng hòa khi đó là ông Donald Trump. Ngoài ra, trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump đã thắng ở đối thủ dân chủ là bà Hillary Clinton tại bang này, một bang chiến trường quan trọng khác là Arizona với 11 phiếu đại cử tri. Dù là thành trì kiên cố của Đảng Cộng hòa trong nhiều thập niên, Arizona bất ngờ mang lại chiến thắng cho ông Biden vào năm 2020. Theo các chuyên gia, bản sắc chính trị của Arizona gắn chặt với cấu trúc địa lý và nhân khẩu học của tiểu bang này, với vị trí gần biên giới Mỹ Mexico. Nhập cư từ lâu đã là vấn đề trung tâm đối với cử tri Arizona. Tương tự như hai bang trên, Georgia đã củng cố vị thế là một tiểu bang dao động quan trọng, đặc biệt sau cuộc bầu cử năm 2020 khi bang này lần đầu tiên chuyển từ Cộng hòa sang Dân chủ sau 28 năm. Với 16 phiếu đại cử tri, Georgia nằm trong top 10 bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất ở Mỹ. Dù ít được xem là một bang có tính quyết định so với các bang chiến trường khác, nhưng 8 trên 12 người chiến thắng ở Georgia trong các kỳ bầu cử gần đây đã thắng chung cuộc và trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Cũng có 16 phiếu đại cử tri, North Carolina đang là chiến trường khó đoán giữa ông Trump và bà Harris. Kết quả bầu cử ở Michigan năm nay được cho là sẽ khó đoán khi đây là một bang có đông dân Mỹ gốc Ả Rập. Quyết định của cử tri sẽ chịu tác động từ cuộc xung đột Israel-Hamas. Trong số 7 bang chiến trường, Nevada là bang có số phiếu đại cử tri thấp nhất, 6 phiếu, nhưng không có nghĩa là bang này kém quan trọng. Nevada bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây, nhưng đã cho thấy những dao động trong cuộc bầu cử năm nay. Sau cùng là Wisconsin, bang có 10 phiếu đại cử tri, với dân số chủ yếu là cử tri da trắng, tầng lớp lao động. Wisconsin cũng nằm trong bức tường xanh của đảng Dân Chủ khi đưa ông Barack Obama lên làm tổng thống. Tuy nhiên, Wisconsin cũng là nơi đảng Dân Chủ thất bại trong cuộc đua năm 2016. Về phía Tổng thống Trump, cựu Tổng thống cũng như người đồng hành tranh cử của ông, ông J.D. Vance đã vận động khắp 7 bang chiến trường trong suốt mùa hè này. Đáng chú ý, ông Trump đã đến North Carolina, bang chiến trường duy nhất mà ông giành chiến thắng vào năm 2020, đến 4 lần trong thời gian qua. Bên cạnh việc tăng cường vận động, hai ứng cử viên cũng tập trung làm nổi bật chính sách của mình so với đối phương. Khi gặp gỡ người dân Hoa Kỳ tại các bang chiến trường trên khắp cả nước, ông Trump và ông Vance sẽ nhắc nhở cử tri rằng dưới sự lãnh đạo của họ, Mỹ có thể chấm dứt lạm phát, bảo vệ cộng đồng khỏi tội phạm bạo lực, bảo vệ biên giới và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ngoài ra, để tìm kiếm sự ủng hộ từ các bang chiến trường, trong các bài phát biểu, hai ứng cử viên đều tập trung vào các vấn đề mà cử tri từng bang quan tâm. Một lần nữa, thay lời cho đội ngũ ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và các anh chị em đã chọn channel YouTube BTV Epoch Time để cập nhật các bản tin hàng ngày đội ngũ ban biên tập luôn luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả và xin quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi xin hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận nếu quý vị có ý kiến góp ý hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho tất cả mọi người